Vụ hai cháu bé gặp nạn trong bể bơi khu nghỉ dưỡng vì sự lơ là của cha mẹ, bé gái còn lại đang rất nguy kịch. Sáng ngày 5 tháng 6, thông tin từ một cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa trường hợp bệnh nhân 7 tuổi gặp nạn trong bể bơi mới được chuyển đến. Hiện tại, cháu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, bệnh nhân bị suy đa tạng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy vào sáng ngày 4 tháng 6, cơ quan này nhận được thông tin có hai cháu bé gặp nạn trong bể bơi ở khu đô thị Sumberia thuộc khu 5A phường Bãi Cháy. Sau khi xác minh thông tin được biết căn C505 có một gia đình 4 người đến thuê nghỉ từ 14 giờ ngày 3 tháng 6, gồm cặp vợ chồng và hai con nhỏ, một cháu 4 tuổi và một cháu 7 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo cho biết do bố mẹ không để ý lúc hai cháu rơi xuống bể nước, phát hiện sự việc gia đình đã đưa hai cháu đến bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu. Sau khi cấp cứu đã được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên cháu bé 4 tuổi đã không qua khỏi, gia đình đã đưa cháu về Cẩm Phả. Đối với cháu bé 7 tuổi bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau khi gặp nạn, hiện đang được điều trị lọc máu, thở máy tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đây cũng là lời cảnh báo cho các gia đình có con nhỏ. Thời điểm mùa hè hay đi du lịch, đi hồ bơi, phụ huynh cần tuyệt đối không rời mắt khỏi con em mình, dù chỉ là một giây, để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.